Vâng, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Monmin TV để đón xem tập tiếp theo của Khủng Long Bạo Chúa. Hôm nay Khủng Long Bạo Chúa Superman sẽ lại tiếp tục đi chiến đấu với dàn tinh tinh này. Ôi còn đây Godzilla các kiểu luôn các bạn ơi. Đấy, phía dưới này dàn Godzilla được nâng cấp lên áo giáp và búa thần. Rồi, đây là lên con King Kong rồi đấy. Sau này là đấu với con quái là Ngưu Ma Vương đấy. Đây, mấy con Ngưu Ma Vương. Sau đó là người khổng lồ Hookman đây. Yes, Hookman luôn. Đấy, Hookman được mang thêm áo giáp người nhện. Và đây là con khủng long bay. Khủng long bay đấy các bạn ơi. Vâng, và tiếp theo là con heo cao cổ. Rồi con tê giác. Vâng, là hai con voi, là thêm đàn voi phía sau này nữa, hai con voi chúa đây. Các bạn hãy cho một like, một đăng ký kênh để đón xem tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nào, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại dàn đối địch với khủng long bạo chúa hôm nay. Để chuẩn bị cuộc chiến chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Yes sir, let's go. Oh my god, bỏng. Chà. Chà. Những cú đánh của con khủng long bạo chúa là rất là mạnh luôn các bạn ạ. Oh. Wow. Sức mạnh của búa thần sấm. Ui, búa thần sấm đánh mạnh nhờ. Rồi, bắt đầu đấu với con King Kong. Chà. King Kong đấy, Superman đang đấu với King Kong đấy. Các bạn ấy cũng thử xem là con nào sẽ giành chiến thắng. Yeah. Oh my god. Superman à. Cái con đang dùng cú đánh rất là mạnh. Đúng rồi, T-Rex Superman. Ôi, Superman đã giành chiến thắng rồi. Nào tiếp tục. Superman lên đấu với con gì đây? Ngưu Ma Vương. Yeah. Cắn đúng vào đầu của con Ngưu Ma Vương luôn. Nó vẫn dùng Ribble để bổ lại vào đầu người khủng long bạo chúa. Ui. Đây Flash Iron Man của Ngưu Ma Vương. Khủng long bạo chúa vẫn mạnh quá các bạn nhỉ. Wow. Yes. Chưa. Ui. What's the pop? Oh my god. Chưa. Yeah. Cuộc chiến chúng ta vẫn đang còn rất là căng go. Superman đang giành lợi thế rất là mạnh. Nửa chặng đường rồi. Chia. Chà. Người khổng lồ to quá, to hơn cả con khủng long bạo chúa luôn. Người khổng lồ đúng là rất to nhỉ.
Chủ lò. Ai là Spider-Man? Oh my god. Google. Yeah. Vâng. Đây là con khủng long bay, rồng lửa. Chia con rồng lửa, phun lửa kìa. Ui, rồng lửa, Spider-Man đấy các bạn. Chia. Rồng lửa này mình phải xem từ xa thì nó sẽ rõ hơn, bởi vì con rồng lửa nó chuyên dùng cánh để bay xa xa và phun lửa. Chiến thuật của rồng lửa rất là khác biệt. Wow, đánh bay. Ờ đúng rồi, con rồng lửa bị đánh bay rất là nhanh luôn. Ờ. Theo các cổ. Rồi tiếp theo là con tê giác đấy. Yêu cao cổ yếu quá nhỉ. Tê giác. Vâng, là đến con voi. Chà, khủng long bạo chúa quá mạnh nhỉ. Cắn vào đầu con voi luôn, sợ nhỉ. Rồi. Và đây là tiếp tục là đuôi voi. Đuôi voi này có súng đấy các bạn ơi. Ui, hai voi cùng đánh luôn một lúc. Trời. Vừa có hai con voi này có súng bắn rất là kinh luôn. Chà. Bên trong vương miện đang di chuyển, dành cho đội nào sẽ giành chiến thắng. Oh my god. Vâng. Chà. Hai con voi mammut được trang bị thêm hai voi mammut đấy. À. Long bạo chúa. Yeah. Liệu đã giành chiến thắng chưa? Bên nào sẽ giành chiến thắng? Voi mammut hay là khủng long bạo chúa các bạn ơi? Các bạn hãy để lại comment bình luận đi. Và nhớ cho một like, một đăng ký kênh nhá, để đón xem con voi hay là khủng long bạo chúa sẽ giành chiến thắng. Hai con voi này vừa có súng vừa có cặp ngà rất là khỏe luôn. Chà. Yeah. Một đánh hai. Người ta bảo rồi, một đánh hai đánh một không trượt cũng què. Liệu khủng long bạo chúa có vật được thế cờ này không? Khủng long bạo chúa mặc định sẽ tấn công một con trước. Chà. Ui. Chà. Ui.
nó mặc áo giáp này ra nó rất là dày, hai con voi này đúng sợ thật. Mấy con kia thì khủng long bạo chúa chỉ cần dùng 1-2 đòn đánh là đã giành chiến thắng rồi. Nhưng mà đối với hai con voi này thì mất rất nhiều thời gian. Đúng là sức mạnh của hai con voi mammut nó có gì đấy khác biệt. Vừa to, vừa khỏe, vừa có áo giáp chống đạn. Kèm theo đấy lại có thêm bộ súng nữa. Sợ quá nhỉ. Oh my god. Một con cắn, một con bắn và một con ở phía xa cắn. Chà. Kinh con voi kia còn quy xuống để đánh. Yeah. Các bạn hãy để lại một like, một comment cũng như một subscribe để đăng ký kênh để xem được là cặp đôi nào sẽ là đội nào sẽ giành chiến thắng phần cuối, hai con voi hay là khủng long bạo chúa nhá. Để giành lấy viên miệng ở bên trong. Hai con voi đang đánh. Vâng. Con voi kia nằm sàn hay sao kìa? Một con voi màu đỏ đã nằm sàn rồi, còn mỗi con voi màu đen nữa thôi. Thế là còn mỗi con voi màu đen nữa thôi các bạn ơi. Khủng long bạo chúa vẫn còn thể hiện rất là khỏe luôn. Khủng long bạo chúa đã giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Các bạn hãy cho một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều để đón xem tập tiếp theo. Hôm sau khủng long bạo chúa sẽ đấu với rất nhiều là loài động vật khác nữa. Hôm nay khủng long bạo chúa đã thể hiện một sức mạnh vượt trội khi đánh hết tất cả các loài yêu quái. Đến cuối cùng là hai con voi mammut khổng lồ mang trong mình áo giáp và súng. Nhưng nó vẫn biết cách để giành lấy chiến thắng. Chỉ còn một chút máu nữa thôi. Trong khi đấy khủng long bạo chúa vẫn đang còn rất là nhiều máu. Chắc đây là những cú đánh cuối cùng của con voi. Trong khi đấy thì khủng long bạo chúa vẫn còn rất là khỏe đó các bạn ạ. Vâng. Chính thức đã giành chiến thắng dành cho con khủng long bạo chúa. Nào, ra đây để trao vương miện. Chúng ta hãy ra đây để được trao vương miện. Rồi. Thế là khủng long bạo chúa đã giành chiến thắng. Nó đang ăn mừng. Nó rất là mệt rồi. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye.